Collections. Thì các bạn về nhà có đọc lại bài này không? Bạn nào bật mic lên trả lời cô ha. Các bạn có đọc lại bài này không? Alo. Cô hỏi bạn ha, bạn Hậu Nhiên, bạn có đọc bài không? Bạn Hậu Nhiên. Ok, bạn Khánh Vy. Bạn Khánh Vy về nhà có đọc bài không? Có. Ok. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ học lại bài mới ha. Học qua bài mới, nhưng mà cái bài mới này nó vẫn liên quan đến bài cũ này, là bài Our Collection nha. Rồi cô mời một bạn đọc lại bài Our Collection nha. Cô mời bạn Trần bạn Sơn. Cô mời bạn Sơn đọc đoạn đoạn đầu tiên bài của bạn Trang. Our collection, I have a great collection of puppets. I have 21 puppets. They are in my bedroom. My puppets are different people and animals. My favorite people. Puppets. My favorite puppet is a dragon. I have many different colors. I have stars to my family with my puppets. They are very cool. Okay, good. Pay attention to this word. Stories. Repeat after me. Sean. Story. Sorry. Stories. Sorry. Okay. Rồi, cô mời một bạn đọc nữa ha. Cô mời bạn Gia Thịnh đọc cho cô lại đoạn Dạ 1 nha. cô, bạn Gia Thịnh chưa vào cô. Okay, cô à. Vậy cô mời bạn Như Quỳnh nha. Dạ cô. Đọc bài số 2 đúng không cô? Đọc bài bạn Trang á con. Dạ. I have a good collection of puppets. I have 21 puppets. 21 puppets. 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 Ừ, đúng rồi. They are in my bedroom. My puppets are up. Different different gì nữa? Different gì nữa Như Quỳnh? Dạ là friend and animal. No, different people. Different people and animal. Animals. Mấy con animals. Nhớ chú ý phát âm đuôi nữa nha. Animals. Animals. My favorite. Puppet. Puppet is a rare dragon. 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 It has many different colors. I tell stories. Story to my family with my poodle. Puppet. Puppet.
Sao nữa? They are clinical. Ok, thank you. Cô mời một bạn tiếp theo đọc đoạn thứ hai nha. Cô mời bạn Thanh Vy. Bạn Thanh Vy đọc bài chưa? Thanh Vy ơi, bạn Thanh Vy vô chưa mấy con? Rồi cô. Ờ, vậy bạn Khánh Vy đọc bài đi. Đọc cô đoạn 2 nha, của bạn Anh. Sao á con đọc lớn lên xíu cô không nghe nè. Alo, bạn Khánh Vy ơi. Con bật mic chưa? Ờ rồi, vậy con đọc đi, con đọc to lên. Đoạn nào cô? Ờ, con đọc đoạn của bạn Anh nha. Bạn Anh, đoạn 2 á. I have a joke. I love pins. And it has a pet nè, con nghe cô nè. I love pins and I have a big collection. Rồi đọc lại đi. Đọc to lên ha. I love pins. I have a big collection. Rồi gì nữa? I have a big thing in my house. I have my pin on my necklace. My friend never been guilty. So I did my friend. Some of pins. I give my friends some of my pins. I give my friend some of pins. And they give me some of the pins. Sao nữa con? Đừng mặc phụ. Ok, con đọc nhỏ quá cô không nghe ha. Còn please pay more attention to this word. Ở chú ý từ này ha. Jacket. Repeat after me. Jacket. Jacket. Jacket có nghĩa là gì? Jacket có nghĩa là gì tiếng Việt? Jacket có nghĩa là cái áo khoác của mình ha. Jacket là cái áo khoác, cái áo gió. Rồi ok, thank you, Khánh Vy. Cô mời bạn tiếp theo, bạn Gia Thịnh vô chưa? Bạn Gia Thịnh ơi. Cô mời bạn Gia Bảo. Ok, cô mời bạn Gia Bảo nha. Ok, cô xin lỗi nha. Cô không thấy mấy đứa. Rồi, và bạn Gia Bảo. Bạn Gia Bảo ơi, đọc đi con. Đoạn 2. I love him and I have a big collection. I have 50 pins in my house. I wear my pins on my jacket. My friends have pin collection too. I give my friends
some of my tools, and they give me some of their tools. Okay, very good. Cô mời bạn Hậu Nhiên. Hậu Nhiên đọc đoạn 2 cho cô. Hậu Nhiên vô lớp chưa? Không, không có nghe gì. Ok, thank you. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học qua bài mới là bài bài tập số 4. Thì bài này có liên quan tới bài đọc. Mấy con làm cho cô bài tập số 4 ha. Mấy con sẽ đọc lại. Mấy con sẽ đọc lại cái bài này. Và mấy con sẽ điền các tên của hai bạn này vô thích vào cái ô trống thích hợp. For example, ví dụ số 1 nè, bài 1. Câu số 1, bạn Trang. Trang loves puppets. Trang yêu thích những con rối. Ok, thì cái con sẽ đối chiếu trên đây. Đâu nè, đây là bài của bạn Trang. Đây, bạn Trang. Bởi vì bạn Trang có bộ sưu tập con rối thì cho nên là bạn ấy thích những con rối ha. Ok, bài số 2. Bạn nào có thể làm được? Raise your hand. Câu số 2, điền vào chỗ trống. Bạn nào? Ok, mời con. Hôm cô là anh. Anh điền vào câu số 2. Ừ. Anh điền vào câu số 2, đúng rồi, mình sẽ điền vào bạn anh ha. Vậy con đọc nguyên cái đoạn đó cho cô nghe coi. Anh has a pin collection. Đọc cho cô. Mình thế tên anh. Của bạn đó vô xong rồi mình đọc một câu đó nữa nha, chứ mình không có thế tên ha. Ok, đọc đi. Anh has a pin collection. Ok, very good. Thank you. Bạn con tên gì á? Thịnh. Con là Thịnh phải không? Ok. Rồi. Không. Ok. Dạ, Thịnh chưa vào, qua là Sơn. Ok, cảm ơn bạn Sơn ha. Thank you. Rồi bạn câu số 3. Bạn nào có thể làm được? Raise your hand. Bạn nào? Ok, mời một bạn đi, bật mic lên nói đi con. Dạ, cô là anh. Anh. Anh has đọc lại cái số nó 50, đọc tiếng Anh là sao? Yeah, 15. No. Fifty nha, 15 là số 15 nha. Còn 50 có nghĩa là số 50 nha. Mấy con chú ý chỗ này ha. 15 là 15. 50 là 50. Rồi đọc lại. Anh has 50 pins. Ok, thank you. Rồi, cảm ơn con. Câu số 4. Bạn nào có thể làm được? Bật mic lên nha. Bạn nào làm được thì bật mic lên. Câu số 4 dễ nè. Bạn nào? Bạn nào bật mic lên trả lời đi. Con. Rồi, mời con. Mời con, đọc đi. Đọc đi câu số 4 với con. Bạn nào á? Yes. Dan has 21 puppets. Yes, very good. Trang has 21 puppets. Very good. Thank you. Rồi, câu số 5. Câu số 5. Bạn nào?
bạn nào? Bạn nào đọc cho cô? Cô mời bạn nha, bạn Như Quỳnh. Dạ cô. Ừ, con làm câu số 5 cho cô đi. Dạ là chan. Trang sao? Trang sao nè? Con điền chữ Trang là đúng rồi đó. Nhưng mà Trang sao ha? Nhìn cô nè, con nhìn đâu vậy? Con đang tìm sự trợ giúp của ai vậy? Chan Chels. Oh. Jane tells story to her family. Story to her family. To her family. Okay, đọc lại giùm cô nha. Con đọc lại cho Xuân nè. Đọc nè con ơi. Đây là The Chan tells story to the family. Nè con vẫn đọc sai rồi. Chan tells story to her family. Yes. Tells. Nè con nghe cô đọc hai cái từ này nè. Tells. 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 Her. Nè her. Cái chữ này mình đọc là tell nha. Tells. Tell. Stories. Story. Her. Her. Family. Family. Okay, đọc lại. Jan tell story to her family. Okay, very good. Cảm ơn con. Rồi câu số 6, bạn nào làm? Gia Bảo. And wears him on her jacket. Oh, yes, very good. And wears pin on her jacket. Okay. Right, next. Let's move on. Today we will study lesson 6. Listening. Number 1. Listen and match. What do they collect? Thì mấy bạn thấy ở đây có bao nhiêu bạn ha? Đây có bao nhiêu bạn? Bạn nào bật mic lên trả lời cô. Đây có bao nhiêu bạn nè? Bạn nào bật mic lên giùm cô? Bạn Sơn. Yes. How many people are there? Có bao nhiêu người ở đây? Six. What? Six. Six? Phải six không? Yeah. How many? Cái hình thứ ba có hai người. Năm người mà con đọc sao mà ra sáu người. Six là sáu. Nhưng mà cái hình thứ cô đang hỏi con là có bao nhiêu người ở đây, hiểu không? How many people are there? Có nghĩa là có bao nhiêu người ở đây? Thì cái hình này có tổng cộng là có 5 người. Là bạn nào? Duy, Chi, Lan và Khoa và bạn Xuân. Thì những cái bạn này có những cái sở thích đó, rất là những cái sở thích là sưu tập những cái dụ như là sưu tập tem, sưu tập podcast, sưu tập vỏ sò hay là sưu tập những con rối. Thì mấy bạn nghe ha và chú ý lắng nghe. Cô sẽ cho mấy bạn nghe một đoạn video và các bạn sẽ điền những cái từ thích hợp. Ví dụ như bạn Duy là bạn sưu tập những vỏ sò.
thì là bạn Duy sẽ nói với cái hình số C, hình C này. Rồi mấy con sẽ đèn vô chỗ này. Mấy con hiểu chưa? Are you understand? Are you got it? Yes. Okay. Rồi bây giờ cô sẽ share màn hình ha, mấy con đợi cô một phút. Okay, wait me. Cô cắt cho vào luôn hả? Sao á? Rồi mấy con đã thấy hình này này chưa? Mấy con đã thấy dạ trên rồi. YouTube chưa? Yes. Okay, yes. Rồi bây giờ cô sẽ cho mấy con nghe ha. Mấy con nghe chưa? Mấy con nghe đã nghe chưa? Cô bật chưa? Ồ, vậy là chắc cô phải. Con nghe chưa? Nghe chưa luôn cô. Chưa luôn hả? Con không nghe được tiếng luôn cô. Không nghe được tiếng luôn. Ok, đợi cô tí ha. Con nghe chưa? Dạ chưa cô. Vẫn chưa cô. Cô lấy cái tai nghe của con á, cô để trước cái màn hình cô trình bày á, xem nó cô bật máy lên xem nó có nghe tiếng không. Sao cái tai nghe để trước trình bày hả? Để trước khi máy ra cũng sàn. Tại con có anh có kia nên con là sao? Cô chưa. Ủa? Cô đã chưa có xài cái phần mềm cái nền tảng này bao giờ. Con từng bị giống như cô rồi, con làm rồi. Là sao là bây giờ cô phải bấm cái nút nào mới được? Đây là cô, con lấy nè, con lấy tự nhiên con để vô đây nè cô. Không, cô đã rút cái tai nghe cô ra luôn rồi đó. Sao ta? Hay là con bật cho cô? Ok, con bật đi. Đợi cô tí ha, con bật đi nha. Dạ. Yeah. Ủa như mình bạn trình bày đâu? Tại tổ để con tìm bài để. Cô đâu có cho trình bày đâu, cô bấm cái kia nó không cho trình bày. Thôi bây giờ cô sẽ đọc mấy đứa luôn ha. Cô đọc nha rồi mấy đứa
Hôm nay thì cô sẽ đọc rồi mấy đứa khỏi nghe máy nha, được không? Ok. Cô đọc cũng cô đọc rồi mấy bạn sẽ check giùm cô nha. Ok. Cô con bật rồi, con ngồi cô. Cái gì đâu? Từ từ, tôi bật cái tiếng thôi chứ bật tiếng. Từ từ. Listen and match. What do they collect? One. The children in our class have lots of collections. I know. Look, Dewey has a shell collection. How many shells does he have? He has 100 shells. Wow. Rồi con bật cái bài số 2 cô. Con đọc con bật số 1 chưa? Mấy bạn đã nghe bạn mấy bạn đã nghe bạn Như Quỳnh bật chưa mấy đứa? Mấy bạn có nghe được không? Nghe được cô. Ok. Rồi con bật lại bài số 1 thêm một lần nữa cho mấy bạn nghe nữa nha. Listen and match. What do they collect? One. The children in our class have lots of collections. I know. Look, Dewey has a shell collection. How many shells does he have? He has 100 shells. Wow. Two. Does she have a collection? Yes, she does. She has a poster collection. How many posters does she have? She has 20 posters. Three. Do Qua and Lan have a collection? Yes, they do. They have a water puppet collection. Look. Wow, they have 30 puppets. That's a great collection. Four. Does Sun have a collection? Yes, she does. She has a postcard collection. How many postcards does she have? She has 50 postcards. Ok. Các bạn đã nghe rõ không? Các bạn đã có đáp án của mình chưa? Do you have answer? Yes. Ok. Bây giờ cô sẽ hỏi một bạn nha. Gia Thịnh. Gia Thịnh vô rồi nè. Cô mời bạn Gia Thịnh đọc cho cô. Ok. Con đã nghe được gì? Bạn Chi á. Bạn Chi là bạn sưu tập cái món đồ nào? Con nghe rõ cho lắm tại vì á bên nhà con ồn á. Sưu tập con rối. Dạ bạn Chi sưu tập con rối. Bạn Chi sưu tập con rối. Đúng không? Mấy bạn ơi, các bạn đúng thấy bạn các bạn đúng không? Cả lớp đồng ý không? Dạ không. Chi điện gì nè? Dạ là Chi sưu tập âm bung. Đúng rồi. 20 album nè, cái bên đây nè. 20. 20 bộ album, 20 album. Rồi bạn Gia Thịnh ghi chú lại ha, sửa bài lại nha. Ok, next. Cô mời bạn Khánh Vy. Khánh Vy trả lời cho cô, bạn Lan và bạn Khoa sưu tập cái gì? Khánh Vy. Khánh Vy bật cam lên cho cô. Con chưa nghe rõ. Con trả lời giùm cô, bạn Lan với bạn Khoa sưu tập bộ sưu tập gì? Vậy là con nghe nãy con nghe bạn bật, con nghe rõ không? Rồi cô mời bạn Như Quỳnh. Dạ thưa cô, Lan và Khoa sưu tập con rối. How many puppets? How many puppets? Dạ là 30 con rối. 30 con rối, tiếng Anh đọc sao ta? Dạ là How many
How many puppets? Mình sẽ trả lời là gì? There are. There are cộng cho số lượng, số cái số con rối rồi cộng cho danh từ ngoài phía sau. There are 30 tiếng Anh con biết đọc không? Con quên rồi con. There are 30. 30. Puppets. Puppets mình phải xì ngoài sau nữa nha. There are 30 puppets. Repeat after me. Cô có thể lặp lại được không cô? Okay. There are 30 puppets. There are 30 puppets. Okay, thank you. Cô mời bạn Sơn. Con trả lời giùm cô bạn Xuân sưu tập cái gì nè. Alo. Sơn ơi. Yes. Sơn đi đâu rồi cô? Bạn Sơn không có đây hả? Yes. Rồi có kìa, trả lời đi con. Sơn tư tập có 5 thức. Sao? 13. 13. 13. Ừ. Postcard. Đúng rồi. Yes, very good. Con bật bài tiếp theo nha cô. Ok, con đọc bài tiếp theo đi. Dạ, để con bật. Ask and answer. Look at the picture. Ask and answer. Does Dewey have a collection? Yes, he does. He has a shell collection. How many shells does he have? He has 100 shells. Does G have a collection? Yes, she does. She has a poster collection. How many posters does she have? She has 20 posters. Do Lan and Koa have a collection? Yes, they do. They have a puppets collection. How many puppets do they have? They have 30 puppets. Does Zahn have a collection? Yes, she does. She has a postcard collection. Ok, mấy bạn đã nghe rõ chưa? She has 50 postcards. Dạ được, xong rồi cô. Ok, xong rồi form. Rồi bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi nha. Ok, let's play game. Ở đây thì mình có bao nhiêu bạn ta? Cái cô tí, ở đây mình có bao nhiêu bạn trong... Dạ 5 bạn cô. 5 bạn form, rồi ok. Vậy là mình sẽ bắt cặp với nhau ha. Hai bạn sẽ là một cặp, còn một bạn lẻ thì cô sẽ làm với cô ha, sẽ chơi với cô. Ok, who wants to play with me first? Ai muốn chơi với cô trước? Trò chơi này có nghĩa là chúng cô sẽ hỏi và các bạn sẽ trả lời ha. Look at the picture, ask and answer. Nhìn vô tấm hình và hỏi và trả lời. Who wants to play with me? Who wants to play with me? Raise your hand if you want. Ok, bạn Như Quỳnh muốn chơi với cô. Ok, mời bạn Như Quỳnh. Dạ. Rồi, cô sẽ hỏi ha.
Oh. Ok. À, cô hỏi bạn Chi nha. Yeah. Does she have a collection? Yes. She does. She has a quay có gì? Cô ấy có gì nè? Cars. Cars? She has cars? Cars. Đúng không? Đúng không? Ok, đúng rồi ha. She... Yes, she does. She has cars. Ok. How many cars does she have? How many cars does she have? Cô ấy có bao nhiêu cái tấm thẻ ha? Nè, con dựa vô đây con trả lời nè. Đây là con nè. She have, ví dụ đây là anh ấy phải không? Thì mình sẽ đổi lại cô ấy. She have 20 cars. Không nghe được bài đọc luôn. Dạ là she has 20. No. Cars. She have 20. 20. Nè, 20. 20. 20. 20. Đúng rồi, 20 là 20 nha. She had 20 cars. Ok, thank you con. Thank you Như Quỳnh. Rồi, next. Cô sẽ mời hai bạn. Là bạn Khánh Vy và bạn Hảo Nhiên. Bạn Khánh Vy hỏi, bạn Hảo Nhiên trả lời. Khánh Vy đâu rồi? Bạn Hảo Nhiên. Bạn Khánh Vy, bạn con bạn Khánh Vy hỏi bạn nào á? Bạn Duy hả? Hả con? Dạ. Rồi ok. Con hỏi lại đi. Rồi bạn Hảo Nhiên chuẩn bị trả lời nha. We have a collection. No. Nè, nghe cô nè. Nghe cô đọc rồi bắt chước theo nè. Does we have a collection? Does we have a collection? Does we have a collection? Ok, nè chữ does con phải có S ngày sau đó nha, xì S ngày sau mà. Does. 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 Ok. Rồi, bạn Hảo Nhiên trả lời đi con. Hảo Nhiên. Mời bạn Gia Bảo đi. Gia Bảo trả lời. Bạn Hảo Nhiên lâu quá ta, bạn Nhiên có trong lớp không? She has a cell collection. Rồi bạn Khánh Vy hỏi tiếp cho cô câu thứ hai. Hỏi về số lượng. Khánh Vy ơi. How many shells do she have? Nè, how many shells
Does he have shells? Cái từ này á, cái từ này có nghĩa là vỏ sò. Mình sẽ đọc là shells. How many shells he have? Does he have? Đọc lại với cô nè, con đọc vẫn chưa chuẩn mà. How many shells does he have? Vi đọc lại. Does he have? Ok. Nhà Bảo trả lời. He has 100 shells. Ok. Shells. Repeat after me. Shells. Shells. Có xì không? Con cô con chưa có nghe từ xì S mà sao nha. Số nhiều là mình phải đọc xì nha. Sales. Sales. Ok, thank you. Next. Rồi, bây giờ bạn Hảo Nhiên sẽ hỏi lại và bạn Khánh Vy trả lời lại nha. Con hỏi lại đi, con hỏi bất kỳ bạn nào cũng được, không nhất thiết là phải bạn Duy đâu. Hảo Nhiên. Ủa? Gia Bảo. Gia Bảo hỏi lại Khánh Vy. Nhanh lên con. He has a collection. Khánh Vy trả lời. Alo, bạn Khánh Vy. Yes. He has a sea. Nãy bạn Hầu Nhiên hỏi bạn nào á? Bạn Chi phải không? Hầu Nhiên, ủa, nãy bạn Chi hỏi phải không bạn Gia Bảo? Bạn Gia Bảo hồi nãy hỏi bạn Chi phải không? Dạ đúng. Đúng rồi, bạn cô, bạn hỏi bạn Chi đó, Khánh Vy ơi, con trả lời ai đó? Trả lời lại cô nghe rồi, trả lời lớn lên, to lên. He has a sea collection. No. Nè, bạn Chi là bạn nữ phải không? Là mình sẽ trả lời là sao? Yes, she does. She does, chứ phải là he nha. He là dành cho người nam, bạn trai, người nam. Còn mình là bạn Chi là con gái mà, thì mình sẽ trả lời là yes, she does. She has a car collection. Car collection là những cái tấm thẻ ha, những cái tấm thẻ, bộ sưu tập thẻ gì đó. Ok. Hỏi lại. Ủa, con trả lời lại. Yes, he has a sao á con? Yes, she does. Yes, she does. Mm. She has. She has. Gì con? Cái này nè, cái này nè, cái này. Ok, cards collection. Rồi. Rồi bạn Gia Bảo hỏi giùm cô câu này ha, hỏi về số lượng ha, có bao nhiêu? How many cards does he have? Đúng rồi. He has 100. No. Số 20 phải là đọc 100 không? Không phải là 20 có phải đọc 100 không, Khánh Vy? 20 thì mình sẽ đọc là 20 nha. 20. She have 20 cars. She have 20 cars. Ok, con về nhà con phải luyện tập thêm nha. Right. Ok, thank you. Rồi, another. Hai bạn tiếp theo. Bạn Sơn. Bạn Thịnh đi. Sơn với Thịnh có đây không? Bật mic lên.
Dạ nè. Con đây nha cô. Ok. Con, tại con bị thét ra tại bên nhà con ồn quá. Ồ, ồn hả? Ok. Con kiếm chỗ nào không có ồn con học đi ha. Sẽ tốt ha, hơn ha. Rồi, bạn Sơn sẽ hỏi và bạn Gia Thịnh sẽ trả lời. Rồi, các con chọn một bạn bất kỳ đi, không có làm trong ví dụ đó nha. Bạn ví dụ là bạn Duy, không làm nữa, làm ba bạn đi. Duy. Collection. Gì con? Duy hoài vậy, bạn khác đi. Làm ba bạn, hai bạn kia đi. Lan, Khoa với Xuân kìa. Lan, em Khoa. It. It collection. No. Con sẽ trả hỏi như thế này. Khi Lan với Khoa là hai người trở lên, khi mà một hai người trở lên là số nhiều, mình sẽ không là dùng là does nữa, vì does là chỉ cho số ít thôi. Khi mà hai người trở lên á, mình sẽ dùng là do. Nha, cô gõ ở đây ha. Cái đứa chú ý một cô, do. Khi mà hai người trở lên mình sẽ làm là do. Lan and Khoa. Have a collection. Ok, hai con thấy mấy các con thấy chưa? Đây đây là câu hỏi. Khi mà số nhiều thì mình hai người trở lên số nhiều mình sẽ trả lời là do. Khi một người thì mình sẽ dùng là der, nhớ chưa? Lưu ý cái đó. Rồi, trả lời đi. Sao? Do Lan and Khoa have a collection. Ok, Thịnh trả lời. He had a sale collection. Sao á? Gì vậy? Sao là sale collection? Nè. Puppet collection. Đúng rồi, nhưng mà mình trả lời là mình sao? Khi mà Lan và Khoa là hai người trở lên thì mình sẽ trả lời là Lan and Khoa have a collection. Yes, they do. Thấy ha? Cô ghi đây nha. Yes, they do. They have a collection. They have a collection. Ok, các con thấy chưa? Các con thấy chưa? Cái câu, cái chỗ này nó hơi khó một tí là mình hỏi hai người. Hai người thì mình sẽ đổi những cái từ này như là do thành does thành do. Nè ha. Rồi chữ has này thì mình dùng là have. Đúng không? Một người thì mình sẽ dùng là has. Nhưng mà hai người á trở lên thì mình sẽ dùng là have. Rồi ok, trả lời lại đi nè. Hỏi và trả lời lại nha. Ừ. Bạn Thịnh trả lời. Yes, yes, they do. They have a collection. Collection, not collection nha. Collection. Collection. Okay. Rồi mình hỏi về số lượng đây. How many? How many? How many puppets do they have? Mấy con rõ chưa? Cái chỗ này mình số nhiều á, vì là số nhiều cho nên là mình sẽ
đổi lại chữ does này thành chữ do. Và cái chỗ này á, là mình sẽ dùng là thay thế là he thành they nha. Ví dụ là bạn Duy, Duy là nam cho nên mình sẽ dùng là he. Còn á, đây là vừa bạn nữ và vừa bạn nam luôn, thì mình hai người trở lên thì mình sẽ dùng là they. Con hiểu chưa? Cô sẽ để câu hỏi ở đây ha. Lại đi, hỏi lại đi nè. How many puppets do they have? Đúng rồi. How many? Không, not collection nữa. Collection là công trên rồi. How many puppets do they have? Okay. Rồi, trả lời. Hình trả lời. Đây, do hết thớt tì do hay has à thớt tì à bất bẹt. Mình sẽ trả lời là they have 30 puppets. Okay. Nè. They have 30 puppets. Rồi mấy con hiểu chưa? Cái chỗ này mấy con hiểu chưa? Nó hơi lạ xíu nhưng mà cũng không có quá khó đâu. Mấy bạn có hiểu không? Mấy hai bạn kia, mấy bạn trong lớp còn lại hiểu không? Yes. Okay. Rồi con hỏi rồi, giờ bây giờ tới bạn Thịnh hỏi lại bạn Bảo đi. Bạn Sơn đi chứ. Hai bạn hồi nãy á, hai bạn nam hồi nãy đó. Hỏi lại nhau đi, nãy bạn kia hỏi rồi, giờ tới bạn này hỏi. Dạ là bạn Thịnh với bạn Lê Sơn. Cô. Ờ rồi bạn Thịnh với bạn Lê Sơn. Nãy bạn Sơn hỏi phải không? Rồi giờ tới bạn Thịnh hỏi. Dạ. Does Sơn have a collection? Not collection nha. Yeah. Không có đọc collection. Sai cái từ này nữa. Collection. Collection. Ok, đọc nghiêm túc. Collection. Tiếp trả lời. Yeah. Yes. She doesn't do the she has a puppet collection. Okay. Yes. Hỏi lại. Ở rồi bạn kia. Bạn Thịnh hỏi lại nha. How many? Câu hỏi với how many? How many? Sơn hạp, si hạp. Rồi trả lời. Vân. Hết. Vân. Hết. Phải tít collection. Oh, phải tít. Postcard. Đúng rồi, not 15 nha. Mình sẽ đọc là 50. Đọc theo cô, 50. 50. Cái này là bạn Xuân là postcard nha. Cô sẽ để đánh dấu nè, cho mấy con dễ nhớ nè. Bạn Chi là chữ A. Bạn Lan với bạn Khoa là chữ D. D. Và bạn Xuân á là chữ B. Ok, không nhầm lẫn nữa nha. Hồi nãy hình như là con mấy con bạn nào trả lời nhầm lẫn là puppet đấy. Bạn Xuân là postcard collection. Ok. Rồi, cô mời hai bạn nữa đi trả lời hỏi lại cái câu bạn Lan với bạn Khoa nè. Câu bạn Lan với bạn dạ, Khoa thôi. Dạ, bạn Lan Xuân đi cô. Ok. Bạn Gia Bảo và Như Quỳnh đi cô. Ok, bạn Gia Bảo và bạn Như Quỳnh đi. Con là người hỏi nha cô. Con hỏi đi.
children. Do she have a collection? Không không, con hỏi bạn Chi hồi nãy con hỏi rồi mà, giờ con hỏi bạn Lan, bạn Khoa đi. Lan, bạn Khoa hả cô? Ừ. Đã làm. Do Lan and Khoa have a collection? Rồi, trả lời. Yes, they do. They have a collection. Rồi, tiếp. Con hỏi câu how many đi. Như Quỳnh. How many do Lan and Khoa rồi bạn kia bạn gia bạn sợ bạn nào đó trả lời cô ha. They have30 puppets. Yes, very good. Rồi, bạn nào nữa nè? Bạn nào muốn làm? Muốn hỏi nữa không? Ok, nếu như không qua bài, qua bài tiếp theo đi cô. Ok, nếu không có bạn nào hỏi nữa thì mình sẽ qua bài tiếp theo. Rồi, phần speaking mình đã làm xong ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp theo bài là bài writing about me. Thì cái này là bài writing nhưng mà cô muốn mấy con đọc luôn ha, tại vì cái này nó cũng dễ á. Không có mấy con có thể về nhà mấy con tập ghi ra những cái này xong rồi mấy con điền vô những cái dấu chấm nè, chấm phẩy nè, chấm hỏi nè. Ok. Rồi, giờ cô mời một bạn đọc, mời một bạn làm giùm cô. Câu số 2 thì mình sẽ điền dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi ha. Cô mời bạn, thấy một bạn giơ tay. Bạn bạn nào đó? Còn bạn nào giơ tay con có thể bật nút. Rồi bạn Như Quỳnh. Dạ là con đọc câu số 2. Câu số 2 là đô. Còn số 2 con sẽ điền dấu chấm hỏi. Ừ, chính xác. Very, very good. Rồi con đọc cái câu hỏi đó ra. Đó là do you have a sister? Rồi, very good. Cảm ơn con. Câu số 3, bạn nào có thể làm được nè? Bạn chỉnh cô. No. Bạn nào bật mic lên trả lời giùm cô. Mấy bạn bật mic giùm cô nha. Bạn nào muốn trả lời cứ bật mic lên không sao hết. Cô cho. Bạn nào muốn làm? Dạ con, Cương. Con mới làm rồi mà. Con nhường cho bạn khác đi. Bạn nào? Con thấy bạn nào giơ tay đó. Tụi con thấy ai giơ tay hết luôn á cô. Bạn nào muốn làm? Cô mời bạn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên khác ra luôn mà cô. Bạn Sơn á cô. Bạn Sơn nhanh giơ tay nè cô. Ok, mời cô mời bạn Sơn nha. Dạ. Yeah. Con làm cô câu 3. We have a CD player, right? A computer, right? And television, yeah? Đúng rồi, chính xác. Rồi, câu số 4 nè. Write the things you collect. You the punch marks. Nhớ không? Là mình chúng ta sẽ nói nha. I collect pencils, postcards and shells. Tôi thu nhặt những cái bút chì, những postcards, những cái thẻ nghe postcard, những cái thẻ nghe đeo tay đó. Và những cái vỏ sò. Vậy thì theo mấy đứa thì còn cái này là những tài mẫu ha. Còn mấy đứa thì sẽ thu nhặt cái gì, bạn nào có thể nói được bất kỳ đồ vật gì cũng được. Nhiều hơn 3 cái cũng được. Rồi, cô mời một bạn, bạn Khánh Vy. Mời bạn Khánh Vy trả lời giùm cô câu này nha. Dạ.
Con nào có? Bài số 4 này con, I collect, cái này là ví dụ nè. A pencil, postcards and save. Vậy cái này con collect, I collect thì con có điền vô bất kỳ từ nào con nhớ được, con đã học rồi, con nhớ con hãy điền vô giùm cô ha. Con làm đi. Con thường thu nhặt cái gì, con thường chơi cái gì, con nhớ con ghi ấy vô, điền vô. À, collect poster. Postcards. Postcards. And gì nữa nè? Pins. And and gì nữa con? Mình kho thu nhặt nhiều nhiều tí đi. Đồ chơi là gì cô? Hả? Đồ chơi cô. Đồ chơi hả? Đồ chơi cụ thể là cái nào mới được? Nếu mà đồ chơi không thì mình sẽ nói toys. Cụ thể ra. Vâng. Ok. Đồ chơi phải không? Rồi ok, cảm ơn con ha. Con trả lời lại giùm cô. Tôi thu nhặt pin nè, những cái postcard và đồ chơi. Rồi trả lời câu đó lại giùm cô nha. I collect postcards, key and toy. Ok, thank you. Rồi cô mời một bạn khác ha. Mời bạn Gia Bảo. I collect cards. I collect gì con? Car hả? Sao? Nó lớn lên cô mới nghe. Hello, are you here? Hello, Gia Bảo ơi, con đã nói xong chưa mà con im ru vậy? Hello bạn Gia Bảo. I collect cards. Postcards. And gì nè? Này nè, trên đây nhóc nè con, CD player, computer, television, pin, sticker. CD player. Ok. Rồi, nói lại cho Xuân nha. Đọc lại. I collect cards, postcards and CD player. Ok, thank you. Rồi, cô mời bạn nữa. Rồi mình sẽ qua bài mới luôn. Bạn Gia Thịnh ha. Dạ, cô. Con bị lát hả? Cái giọng dạ, cái giọng. Rồi con đọc đi, I collect gì? I collect a tail. A gì? A tail hả? I collect and sell. À. I collect sales chứ and sale là sao? I collect chữ and là mình nói từ cuối cùng. Là mình nói and, ví dụ như
hai cái, xong rồi cái cuối cùng cái thứ ba mình sẽ nói and, hoặc là ba nói ba cái cuối cùng là cái thứ tư thì mình sẽ nói and, đúng không? Chứ and mình đâu có đọc để ngoài trước được. Trả lời lại nè. I collect sales. Okay, sales. And and bin sale. And bin. And bin. Rồi, gì nữa? Thêm gì nữa không? Dạ hết rồi. Ok, rồi cảm ơn con nha. Next, let's move on. Chúng ta làm bài này luôn nha. Chúng ta sẽ học bài review one. Cô ơi, con làm bài đó xong rồi cô. Hai, bạn nào làm xong rồi? Dạ con là Như Quỳnh. Như Quỳnh, wow. Con rồi. Khi nào mình mới học xong vậy cô? Hả? Khi nào mình mới học xong vậy cô? Mình học tới 9 giờ á con. Phải không? Mình học tới 7 giờ rưỡi. Tới 9 giờ là mình học 90 phút. Sao dạ mấy đứa? Mấy đứa học? Mấy đứa muốn sớm hả? Thôi học đi. Học đi rồi có đáp anh ha. Rồi bạn giờ mình học. Nhanh nè. Review 1. Number 1. Complete the crossword. Nghĩa là hoàn thành những cái từ này. Ok. Number 1 là cái từ gì bạn nào có thể đọc được? Dạ con. Rồi, mời bạn Như Quỳnh nha. Câu số 2 là chữ... chữ pins. Chữ pins. Yeah, very good. Ok. Rồi, câu số 3. Bạn nào? Câu số 3, mời bạn Khánh Vy. Bạn Khánh Vy, con làm cô số 3 rồi. Hình số 3 này là hình thế nào? Là câu cá. Câu cá tiếng Anh mình sẽ nói sao? Là chữ sao? Fish. Sao á, đang học mà quay đi đâu á? Con không biết ý câu chuyện là ok, con không biết hả? Nghĩa là câu kẹo, bạn nào biết? Bạn nào biết nè? Con mệt. Lớp thì sách. Con chưa có sách hả? Con bắt đầu học gần từ lớp quyển sách trở đi, chứ con không học từ đầu luôn cục. Oh, wow, thật là bất ngờ, amazing. Rồi, vậy con làm điền giùm cô câu số 3 được không? Không hả? Ok. Who can help Khánh Vy? Ai có thể giúp bạn Khánh Vy hoàn thành câu số 3 nè? Con cô. Bạn nào? Nói tên lên. Dạ con. Bạn nói tên lên Như Quỳnh không? Dạ. Rồi Như Quỳnh. Fishing. Ok. Very good. Fishing. Rồi. Ê, sao ta? Cái từ này nó không cho cô điền vô được hay sao? Đây, fishing. Ý. Cho cô điền rồi. Chữ y nè. Fish. Ôi, không được luôn. Thôi nếu mà cô di chuyển thì không được rồi, thôi. Cô khỏi điền ha, cô nói thật rồi ha. Fishing thôi, cô điền ngoài đây nè. Ok, đúng rồi. Ok, fishing. Rồi, số 4 là gì? Số 4 là cái hình gì nè? Số 4. Who can answer? Gia Bảo. Phones, đúng rồi, là mùa gì con? Phones là mùa gì?
Con là mùa gì? Mùa thu, đúng rồi, chính xác. Rồi, câu số 5. Hình số 5 là hình gì đó? Hình số 5 là hình gì? Cô mời một bạn. Bạn Sơn. Yeah. Số 5 là hình gì? Cooking. Cooking. Cooking tiếng Việt có nghĩa là gì? Nấu ăn. Đúng rồi, chính xác. Rồi, hình số 6 là hình gì nè? Mời bạn, bạn Thịnh. Dạ cô, dạ câu số 6 là... Dạ câu số 6 là... Cookie. Cookie. Cái gì? Câu số 6 nè. Cookie. Câu số 6 là... Cook camera. Gì mà cook camera vậy trời. Câu số 5 là cooking nè. Câu số 6 nghiêm túc nè. Camera. Đúng rồi, câu số 6 là camera. Mình đọc là camera nha. Không phải đọc là camera nha, camera. Oh my god. Ok, câu số 7 là gì? Mời bạn Như Quỳnh. À cô, câu số 7 là... Dạ là... Là gì? String. Cái gì? Đọc lại. Nghe nặng lớn lên. String. Đúng rồi, string. String tiếng Anh là gì? Dạ là mùa thu. Hả? Mùa gì? Mùa thu. Sai. Not... No, no. Mùa đông. No. Còn có một mùa luôn á. Mùa hè. No, spring mùa mà. Xuân. Mùa xuân. Đúng rồi. Đúng rồi, spring là mùa xuân nha. Fall nè. Fall là mùa thu nha. Nè, chữ fall là mùa thu nè, spring là mùa xuân. Rồi. Mùa hè, bạn nào biết mùa hè là gì? Đây có biết. Bạn. Dạ mùa hè là summer. Đúng rồi, chính xác, mùa hè là summer. Rồi mùa đông là dạ, gì? Mùa đông là winter. Đúng rồi, chính xác. Very good, mùa đông là winter. Rồi, giờ nè, câu số 8 mình sẽ trả lời làm sao? Câu số 8 hình này có ý nghĩa là gì? Yeah, okay. Shopping. Đúng rồi, số 8 là shopping. Shopping tiếng Việt có nghĩa là gì nè? Đi mua đồ. Đúng rồi, shopping có nghĩa là đi mua sắm. Ok. Rồi, hôm nay chúng ta cũng học được khá là nhiều từ. Và mấy con đã nhớ những cái từ này chưa? Mấy con đã nhớ những cái từ vựng này chưa? À rồi. Giờ cô sẽ hỏi một bạn vài bạn bất kỳ nha. Cô sẽ hỏi vài bạn bất kỳ coi các bạn có nhớ những cái từ vựng mình đã học bài này không nha. Ok, cô sẽ highlight lên và cô sẽ hỏi nha. Cô mời bạn Khánh Vy. Con cho cô biết nghĩa của từ này là từ gì? Nghĩa của từ này tiếng Việt là gì? Từ nào cô? Cái từ cô highlight lên nè. Phòng ngủ cô. Đúng rồi. Phòng ngủ mình sẽ đọc là tiếng Anh là đọc sao? Bedroom. Bedroom. Can be you look so tired. Why? Rồi, ok. Bạn Như Quỳnh. Dạ cô. Chữ này tiếng Việt có nghĩa là gì? Dạ chữ là con vật. Tiếng Anh đọc sao? Dạ là animal. Animal.
Animals. Animals. Ok. Bạn Bảo, cái từ này có nghĩa là gì? Thằng Bảo đâu rồi? Cái từ cô mới highlight trên đây là cái từ gì? Tiếng Việt nghĩa là gì? Con rồng. Ok, good. Tiếng Anh đọc sao? Dragon. Dragon. Đúng rồi, chính xác ha. Rồi, cái chữ này nghĩa là gì nè? Bạn nào trả lời được chữ này? Cô mời bạn Sơn. Yes. Cái từ này tiếng Việt là gì? Tuyệt vời. Cool. Tuyệt vời. Tuyệt vời không? Phải tuyệt vời không? Rất tuyệt vời. Really cool. Ồ, mình cũng có thể là hiểu là tuyệt vời ha, nhưng mà nghĩa cái đó là nghĩa chuyển thôi, còn nghĩa gốc của nó là cool, nghĩa là ngầu ha, ngầu hoặc là mát lạnh đó. Nhưng mà cái này là mình trong cái bài này mình thì mình dịch là chúng thật là tuyệt vời. Ok, đồng ý. Ok, rồi cái từ này nào cho cô biết nghĩa của từ này. Bạn Thịnh đi. Dạ có. Cái từ này nghĩa là gì nè, tiếng Việt? À, chắc kể là cái... Cái gì? Là cái... Là áo khoác. Áo khoác, đúng rồi. Tiếng Anh sẽ đọc là... Jacket. Jacket. Đúng rồi, good. Rồi, cái số này mình sẽ đọc lên sao? Số này nè. Mời bạn Khánh Vy. Số 50 tiếng Anh mình đọc sao? 50. What? 50. Ok, 50 nha. 50. Not 15. Okay. Ok, thank you. Rồi. Mấy bạn đã nhớ những gì khá là nhiều từ vựng rồi đó. Good. Ok, bây giờ mình còn khoảng hơn 10 phút nữa. Bây giờ mấy con làm cho cô bài 2 luôn nha. Rồi, ok. Dạ, con làm hết luôn rồi cô. Rồi, bạn nào giỏi quá làm hết luôn. Dạ, bạn con như... là Như Quỳnh. Wow, ok. Rồi, bây giờ... cô mời 29. Một bạn. Cô mời một bạn. Cô mời bạn một bạn. Oh, no. Ok. Giờ mấy bạn đọc cho cô, bạn mời bạn Như Quỳnh ha, đọc cho cô những cái từ trong cái khung này nha. Dạ là fishing camera playing. Dạ là tourism. Checking với chữ chữ gì? Country. 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 Nhớ nha, con phải ghi chú cái từ này đó. Country. Có nghĩa country. Là gì? Dạ, country có nghĩa là... Không biết không? Ờ, con không biết. Country có nghĩa là quốc gia, là một đất nước ha, là một quốc gia, ghi vô đi. Mấy bạn còn lại cũng ghi vô nha, ghi vô vở của mình. Country nghĩa là đất nước hoặc là quốc gia ha. Rồi, cái nãy bạn Như Quỳnh đọc sai nè, cái chữ này thì bạn con đọc chưa có chuẩn. Cái chữ này có nghĩa là mùa màng ha. Nó không phải mùa màng, là những cái mùa ha. Thì mình sẽ đọc là season. Đọc lại season. Season. Ok. Rồi, cô mời bạn một bạn lọc lại cái khung đó cho cô. Bạn Bảo đi. Bảo ơi, đọc cho cô lại những cái từ trong cái khung này nha. Alo.
Alo mấy đứa, có thấy bạn Bảo còn trong lớp không mấy đứa? Alo bạn Bảo ơi. Fishing. Camera. Island. Reason. Talking. Country. Ok, thank you. Rồi, cô mời bạn nữa. Mời bạn Thịnh. Dạ cô. Rồi, đọc cho cô những cái từ trong cái khung đó ha. Đọc. Dạ, trong... vision, camera, playing, season, talking, country. Đọc lại cái từ camera coi đọc sao, đọc đàng hoàng. Camera. 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 Okay. Season. Season. Okay, con hiểu mấy từ tiếng Việt của mấy từ này không? Mấy đứa hiểu tiếng Việt không? Dạ, con chỉ không biết một từ thôi. Hôm đây. Từ nào? Từ nào? Dạ, chứ là con biết hết. Con cô notary. Country. Cái này phải không con? Dạ. Dạ cô. Cái từ này có nghĩa là đất nước, quốc gia ha. Country. Quốc tế. Dạ. Không, không phải quốc tế. Country là quốc gia. Dạ. Đất nước. Nghe chưa? Woman. Ok. Rồi, trong lớp mình có bạn nào chưa hiểu nghĩa của mấy từ này chưa? Có ai không hiểu không? Hay là hiểu hết rồi? Nói cô nha. Mấy đứa hiểu hết rồi chưa? Hello, bật mic lên trả lời giùm cô nè. Mấy đứa đã hiểu hết chưa? Các bạn nào không biết từ nào không? Nếu mà biết rồi thì... Rồi nếu như... Rồi nếu như... Hả? Chơi trò chơi đó, giống cô. Như cô Trang đó cô. Cô Trang cô tí hay chơi trò chơi lắm, trò chơi chơi chuột gì á. À hôm nay cô gấp quá, cô chưa có chuẩn bị cho mấy đứa dạ, trò chơi cô. Không sao ha, nếu như cô dạy mấy đứa nữa thì cô sẽ chuẩn bị trò chơi ha, nhưng mà hôm nay cô chưa có chuẩn bị á. Dạ, ok thì cô bật nhạc đi cô. Mấy đứa muốn nghe nhạc hả? Muốn dạ. Nghe nhạc gì? Bé Vương. Không, mấy đứa phải nghe nhạc tiếng Anh. Nghe khỏi nghe nhạc tiếng. Where are you now? Where are you now, form? Vậy thôi, cái bài này, khoan nè, khoan. Khoan nè, bây giờ mấy đứa phải làm bài này trước khi mình nghe nhạc. Ok? Con làm rồi cô. Rồi. Rồi, vậy làm, bạn nào làm rồi? Bạn nào làm rồi thì đọc cho cô nghe đáp án nha. Câu số 2 là đọc cái gì? Câu số 2 là xin mời. Season. Season. Ok, câu số 3. Câu 3 là playing. Playing. Ok, cô mời một bạn khác nha. Bạn Như Quỳnh biết rồi thì để đó. Để cô hỏi bạn khác ha, coi bạn khác biết không nha. Câu số 4 là gì, bạn Khánh Vy? Fishing. Fishing. Phải bạn Khánh Vy trả lời không đó? Ok. Số 5 là gì nè, mấy đứa nè? Số 5 là taking. Taking photo, yes. Rồi, con số 6. Camera. Camera, ok. Rồi, bạn nào đọc lại nguyên cái đoạn này giùm cô một lần nữa rồi mình sẽ nghe nhạc ha. Bạn nào xung phong đọc giùm cô nguyên cái này. Ok, mời con. Bạn nào giơ tay đó. Thịnh lắm phải không? Any in night is this Australia is a beautiful country.
Country, not con trai nha, country. Country. Ừ. Any last living thing in Australia. Her favorite season is summer. Any like playing volleyball on your feet. She doesn't like fishing. She likes taking photos. She has a great camera. Okay, thank you. Very good ha. Rồi, thì cô sẽ cố gắng. Thì bây giờ cô sẽ con đi uống nước ạ. Ok, con đi uống nước đi. Bạn thấy màn hình cô đang share không? Hey. Hello. Thôi khỏi nghe, dạ nghe bài chi đi cô. Không, bài mô đi cô. Bài mô. Bài where are you now? Thôi bây giờ sao mà nói gì ta? Nghe một bài thôi nè, một người. Giờ cả lớp thống nhất nghe một bài thôi. Không, bài ngược mô. Bài mô chứ cô, bài mô. Bài mô của ai đó? Bài mô của nhu hòa sáng tác. Sao? Bài mô thì của ai sáng tác nè? Dạ con cũng không nhớ đó cô. Mày cô có bài mô nữa tự hiện ra cô. Chứ thế này không? Phải này hả? Cái từ này chứ mờ quá. Chứ u quá cô. Mờ chứ u quá cô. Rồi. Chứ mờ ý là chứ mờ u mờ quá cô. Đến vần cái tiếng Việt kìa cô. Nè sao cô bóc mà nó không ra nè. Rồi cô xuống rồi cô. Hay cô bật bài nghe nói cô. Thôi mình khỏi nghe đi cô. Không nghe bài nghe nói đi. Bài của Obito và Mika. Nghe bài Where Are You Now. Tổng gọt nhanh nhất. No never. Ok Where Are You Now ha. Nhưng mà quan trọng là để cô coi cái cô test thử cái máy của cô. Coi nó có nghe. Mấy đứa có nghe không nè. Các bạn ơi. Một bài chưa nghe nè. Một bài chưa biết thôi nha. Mấy bạn có nghe không? Không. Mấy bạn có nghe chưa? Mình nghĩ đi cô. Từ gần từng tới giờ hết luôn rồi cô. Còn ai cũng lại nhìn rồi. Nhưng mà mấy bạn có nghe không? Mình hát rồi. Không cô. Không cô. Thôi vậy không. Ok, vậy cô sẽ coi lại phần IT của cô. Rồi, IT that's enough today. Good day to see you again. Bye. Good day to see you again. Bye. Anh Vy ơi, con out lớp đi. Bạn Khánh Vy cùng đây. Để coi.